Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh kỹ thuật của công ty Tân Phát. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giấy lắp mực cho dòng máy ZD của Zebra. Trước khi tiến hành lắp giấy mực, mình sẽ giới thiệu qua về các cái phụ kiện kèm theo khi bạn mua máy. Thứ nhất là bạn sẽ có máy và kèm theo hai cái lõi nhựa và hai cái lõi giấy này. Hai cái lõi nhựa và hai lõi giấy này là để mình có thể lắp mực theo nhu cầu của mình. Thì hiện tại trên thị trường ấy thì mực để in máy in nhiệt thì có hai loại lõi, một là loại nhỏ và thứ hai là loại to. Cái loại to này thì khi lắp mực bạn sẽ phải sử dụng cái lõi nhựa này để lắp loại to. Để nhìn ở đây, bạn có thể nhìn ở đây là cái phần lắp lắp mực ấy, thì nó sẽ có hai cái cạnh đây. Đấy, cạnh này. Và bên trong này cũng sẽ có lõi cạnh này, cạnh to và cạnh nhỏ. Thì khi lắp máy, chúng ta chú ý cái lõi của cái nhỏ này sẽ vào bên trong như thế này. Lắp vào trong và đúng cái khớp bên trong của nó. Đấy. Đây như này, đó. Ở trên ở dưới. Cái con cái lõi to này chúng ta phải sử dụng cái nhựa này. Đút vào đây hết cỡ này, đó. Hết cỡ như này, hết cỡ như này, đó. Và chúng ta sẽ cho đầu này vào bên trái, đúng là đầu này sẽ cho bên phải, đó. Và đúng khớp của nó, đây khớp của nó đây, đấy, cho chắc chắn là được. Sau này mình sẽ tiến hành lắp một cái cuộn mực to trước nha. Đây là cái cuộn mực này. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cuộn mực đã sử dụng rồi. Nếu mà cuộn mực mới thì nó sẽ có thêm phần dán sẵn ở đây. Chúng ta không phải để ý. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được cái mặt có mực của cuộn mực nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng cái con tem nhỏ hoặc một cái tí hoặc cái băng dính giấy hoặc cái gì đó cũng được. Chúng ta ấn vào cái mặt mặt này. Đó. Chúng ta sẽ thấy là sẽ có mực ở đây. Đây chính là mặt có mực của cái mực. Thì mặt có mực ấy thì nguyên tắc với mặt có mực nó cũng lúc nào nó cũng phải tiếp xúc với cả tem. Thế đây mặt có mực của nó như thế, nó ở phần thế này. Thì tôi sẽ tiến hành lắp nha. Mực các bạn để ý nhé, mực nó sẽ đi theo một chiều như này, chiều này và lên như này. Đấy. Thì chính vì thế cái phần khứa này mình sẽ phải lắp làm sao để cho cuộn mực của mình nó đưa đúng đúng hướng. Nếu bạn lắp sang mặt này, cái mặt không có mực, bạn sẽ in sẽ không ra mực đâu nhé. Sau khi lắp đúng là khớp rồi, chúng ta sẽ tiến hành để dán cái mực vào đấy. Tại sao chúng ta phải lắp mà một cái cuộn giấy ở trên này? Để mà trường hợp mà khi mà chúng ta in hết cái cuộn mực này rồi thì toàn bộ cái phần mực thải nó sẽ dính vào đây, và chúng ta chỉ việc bỏ cái này ra và rút cái này và bỏ cái này phần này đi, bỏ phần mực thải đi, và ở phần phía dưới này nó sẽ lại thừa ra một cái như này. Chúng ta lại chuyển tiếp cái này lên đây, thì như vậy cái việc mà chúng ta loại bỏ cái mực thải nó sẽ rất nhanh, rất gọn và sạch sẽ. Đây vì là cái mực của tôi nó không có mực là mình tôi sử dụng lại nên nó sẽ không có phần dán nhé. Còn mực mà lúc bạn mua lúc ban đầu ấy nó sẽ có một cái phần dán sẵn, bạn chỉ việc bóc cái phần dán này và dán vào cái này. Còn đây thì tôi không có nên là tôi sẽ sử dụng cái này để dán. Dính lắm. Quay nhé. Quay cho cái phần này nó căng giấy.
căng cái giấy này ra là được. Về phần tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cuộn tem nhé. Cuộn tem chúng ta sẽ lắp theo cái kiểu này. Đây, chúng ta kéo này ra, lắp cuộn tem vào đây, lắp vào hai cái chốt đây. Ở đây nó sẽ có hai cái chốt nhỏ đây. Đó, cố định lại, kéo ra. Đó, chúng ta sẽ lắp này. Và có một điều bạn, các bạn phải để ý cho tôi. Đây là chính cái phần cảm biến này của máy này. Phần cảm biến này của máy bạn phải luôn để nó ở vị trí ở giữa nhé. Bạn sẽ nhìn ở đây này, bạn nhìn đây, đó. Cái phần này nó sẽ có mũi tên này, phần vàng này có mũi tên và phần đen này có mũi tên. Bạn phải để ở vị trí cho hai cái mũi tên này nó đối đầu với nhau, chính là cái phần giữa. Chúng ta luôn luôn phải để cái con sensor này ở giữa giúp em, giúp mình. Chúng ta sẽ hành lắp tem. Xong. Ở cái phần lắp cái quận mực, đối với quận mực nhỏ ấy thì chúng ta sẽ không cần phải dùng cái nhựa nhé. Chúng ta chỉ như này, chúng ta trực tiếp chúng ta lắp vào đây luôn. Lắp cái quận mực nhỏ đây. Đó. Và đúng khớp. Phần trên này cũng thế. Chúng ta lắp vào đây. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn băng keo cái gì đó. Nếu mà cuộn mực mới của các bạn thì nó sẽ có luôn phần dán, không cần. Đây là tôi tận dụng lại cái một cái băng mực cũ nên tôi phải có cái này để dán vào. Dán vào. Và quay cái băng mực nó căng. Đó. Cũng như cái cách lắp của cái băng mực to thôi. Xong có đã đóng vào. Ok, vậy là xong. Trên đây là cái cách mà để bạn lắp băng mực và quận tem trong dòng máy ZD của Zebra nhé. Vâng, xin cảm ơn.